Nghị quyết số 96 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Vâng, và so với nghị quyết trước đó, đó chính là nghị quyết số 85 được ban hành năm 2014, thì nghị quyết này đã bổ sung nhiều điều khoản mới cụ thể hơn, được kỳ vọng là sẽ tạo bước chuyển biến lớn cho công tác cán bộ. Quyết liệt hơn, tiến bộ hơn là những gì mà nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia đánh giá về nghị quyết số 96 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Theo các chuyên gia, trong hơn 10 năm qua, Quốc hội đã 3 lần lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Tuy nhiên, với những quy định trong nghị quyết 96, thì việc lấy phiếu tín nhiệm tới đây sẽ không chỉ đơn thuần là kênh tham khảo. Cái quy định lần này là để thực hiện, chứ không phải để làm kênh tham khảo, đây là cái khác. Thế thì cái việc đó thì cho thấy rằng là cái lần này đấy, đấy là một cái quy định mà nó có cái tính ràng buộc, cái tính bắt buộc rất là rõ ràng. Và cái này thì nó giúp cho cái việc mà đánh giá cán bộ, lấy phiếu cán bộ nó là trở thành một cái công cụ có thể nói là khá quan trọng và hiệu quả, thậm chí có thể dùng một cái từ là nó sắc bén hơn. Văn bản này nó sẽ tạo ra một cái bước chuyển biến mới để mà lựa chọn, xếp sắp lại cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý để có được những người xứng đáng và thanh lọc, hoàn thiện hơn trong cơ cấu tổ chức bộ máy. Thì như thế nó sẽ thuận lợi cho cái quá trình lãnh đạo quản lý. Việc quy định rõ các tiêu chí cụ thể sẽ giúp các đơn vị khi tổ chức lấy phiếu sẽ dễ dàng thực hiện. Cùng với đó, từ việc khẳng định đây là biện pháp nhằm đánh giá cán bộ, chứ không phải tham khảo, sẽ tránh được tâm lý của người được lấy phiếu và người bỏ phiếu là lấy phiếu chỉ là hình thức. Tín nhiệm thấp vẫn được dùng hay huề cả làng. Có những cái điểm mà chúng ta thấy rằng là nó thay đổi rất quan trọng. Các quy định trước đây thì xem như là cái kết quả lấy phiếu tín nhiệm, nó là một kênh để tham khảo trong cái việc đánh giá cán bộ. Nhưng lần này không dùng cái từ là một kênh tham khảo nữa, mà xác định rõ cái kết quả lấy phiếu tín nhiệm là căn cứ, là cơ sở để đánh giá cán bộ, để quy hoạch cán bộ, để sắp xếp cán bộ. Nó một mang một ý nghĩa rất là hệ trọng, rất là quan trọng để cho các đồng chí này sau khi được lấy phiếu tín nhiệm để soi rọi lại cái bản thân mình, để trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành của đất nước có những cái vấn đề gì cần thiết, phải những hạn chế thiếu sót đó phải sửa chữa bổ sung, đồng thời là phát huy những tối đa những cái thành quả, những cái công việc làm trong thời gian trước mà để chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, cái nhiệm vụ cụ thể sau này. Việc lấy phiếu tín nhiệm là một thử thách tích cực để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo tự soi, tự sửa lại mình. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không còn đơn thuần chỉ là kênh tham khảo, bởi Nghị quyết 96 đã có những quy định về hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm. Cụ thể là người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 phiếu tín nhiệm thấp, nếu không xin từ chức thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, trình Hội đồng Nhân dân tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc là kỳ họp gần nhất. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số phiếu đánh giá tín nhiệm thấp trở lên sẽ phải tiến hành miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Như vậy, từ chỗ khuyến khích cán bộ yếu kém mắc lỗi, chủ động xin từ chức, thì nay việc miễn nhiệm cán bộ có phiếu tín nhiệm thấp sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc, dứt khoát phải thực hiện, mà không phải chờ tới hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Cách thức xử lý này sẽ hạn chế được tình trạng cán bộ tín nhiệm thấp vẫn tiếp tục giữ chức vụ trong thời gian dài sau đó. Tôi cho rằng những cái quy định hiện tại của nghị quyết 96 đã đáp ứng được những cái đòi hỏi của các đại biểu Quốc hội trong kỳ họp thứ 5 vừa qua, thậm chí là cái nghị quyết 96 còn có bổ sung rất là nhiều cái nội dung liên quan đến cái thủ tục lấy phiếu tín nhiệm. Ví dụ như là yêu cầu về 2/3 số phiếu số đại biểu Quốc hội phải có mặt tại phiên họp, rồi các cái trình tự thủ tục về cung cấp tài liệu, rồi cách thức tổ chức phiên họp như thế nào. Thì tôi nghĩ đây là một cái bước mà giúp cho cái việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm sẽ được tiến hành nó rõ ràng, minh bạch và dễ thực hiện hơn, và có cái tính nghiêm khắc hơn trong cái việc xử lý đối với những cái trường hợp mà
đại biểu những người được lấy phiếu tín nhiệm không đạt được cái số phiếu theo yêu cầu. Và rõ ràng nó thể hiện cái quyết liệt hơn, mà cũng chính là nhằm gì? Để đánh giá cho đúng cán bộ và bố trí sử dụng cho nó đúng cán bộ. Đấy, thì như vậy là lần này nó có cái tác dụng rất kích, rất tích cực ở chỗ đó, và nó cụ thể hơn. Chứ trước đây thì nó còn chung chung hơn, nhưng bây giờ nó cụ thể hơn, nó chi tiết hơn, nó rõ ràng hơn, và cũng có thể nói nó mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn theo đúng cái tinh thần mà nghị quyết đại hội 13 đã xác định. Chuyển lấy phiếu tín nhiệm là vận hành cái chế độ trách nhiệm chính trị. Còn nếu mà bảo tôi chịu trách nhiệm chính trị các thứ, nhưng mà không có cái cách thức là áp đặt chế độ trách nhiệm chính trị là thế nào đấy, thì cái chế độ trách nhiệm chính trị là rất nhiều người nói là treo lơ lửng ở trên trời. Còn nếu mà anh bị Quốc hội bỏ phiếu thấp, phiếu tín nhiệm thấp, thì đấy là cơ chế để xác lập chế độ trách nhiệm chính trị. Và chế độ trách nhiệm chính trị nó vận hành như vậy, đấy là ý nghĩa thứ hai rất quan trọng. Và ý nghĩa thứ ba nữa, đấy cũng là công cụ để giám sát quyền lực. Anh không thể muốn làm gì thì làm. Anh làm gì thì làm, thì anh phải tính rằng là anh làm thế nào để được Quốc hội tín nhiệm. Không phải là anh có quyền rồi thì anh muốn làm thế nào cũng được. Mặt khác, mốc thời hạn tại nghị quyết 96 đã quy định cụ thể hơn so với trước, khi yêu cầu xử lý kết quả ngay tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Điều này vừa đảm bảo tính kịp thời thống nhất, vừa bảo đảm tính linh hoạt trong việc thực hiện các quy trình về công tác nhân sự. Trước đây thì rõ ràng là các bước và các thủ tục, và đặc biệt là cái thời gian và thời hạn để tiến hành từng bước đó nó không rõ ràng. Chính vì thế cho nên tạo ra một cái sự thiếu thống nhất trong cái việc mà chúng ta lấy phiếu tín nhiệm không chỉ ở Quốc hội mà đối với cả địa phương. Chính vì thế cho nên để đảm bảo cái sự thống nhất của tất cả các cái từ Quốc hội đến Hội đồng Nhân dân, thì cái nghị quyết này khẳng định từng bước, tức là các thủ tục rồi thời hạn để xem xét từng vấn đề. Những thay đổi về hệ quả đối với người được lấy phiếu tín nhiệm trong nghị quyết 96 cũng chính là bước cụ thể hóa và thống nhất với quy định 96 của Bộ Chính trị về việc sử dụng kết quả tín nhiệm. Đây là một sự thay đổi rất lớn, cho thấy công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí vai trò là then chốt của then chốt, đồng thời cũng mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong nhiều năm qua. Theo dự kiến, tại kỳ họp vào cuối năm nay, Quốc hội, Hội đồng Nhân dân sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm theo nghị quyết 96 rõ ràng là việc có ý nghĩa rất quan trọng. Chính vì tầm quan trọng đó mà vấn đề đặt ra là làm thế nào để kết quả lấy phiếu tín nhiệm phản ánh đúng với bản chất của thực tiễn, phản ánh đúng quá trình hoạt động của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Làm sao để những lá phiếu không phải là sự cảm tính, nể nang, lợi ích cá nhân hay là lôi kéo kết bè kết cánh, hạ bệ nhau, tranh giành lợi ích nhóm? Điều này đòi hỏi rất nhiều yếu tố, chắc chắn trong đó thì có tâm thế khách quan của người quyết định lá phiếu. Phải hoàn toàn khách quan, và không phải vì là đồng hương đồng khói, không phải vì họ hàng ngang hốc, không phải vì người này ngày trước người tặng quà, không phải vì người này là sẽ tạo điều kiện cho mình làm ăn, không phải tạo điều kiện là cho con cái mình, vân vân. Tất cả những thứ đó chúng ta hãy dành cái tâm huyết vì cái chung, vì đất nước, và hãy luôn luôn nhớ rằng là cử tri và nhân dân đang đứng chờ đợi cái lòng trung thực, cái sự quyết tâm của từng đại biểu. Và các đại biểu cũng đừng nghĩ rằng như này, mình có thể trà trộn vào số đông để những người khác không biết mình. Ai cũng nghĩ như thế mà đến dẫn đến một cái sự sai biệt, một cái sự che lấp sự thật hoặc một sự bao biện, thì đấy là một điều vô cùng tai hại. Lý thuyết thì chúng ta bao giờ luôn luôn nói như vấn đề là lại thông qua con người cụ thể. Mà con người thì phải nói là cái kiểm soát cũng không, hiện giờ cũng chưa có một cái thiết bị nào có thể kiểm soát được một cái lòng người một cái chi tiết. Cho nên tôi nghĩ là cái này thì thôi, đành rằng là tôi nghĩ chỉ muốn rất là tha thiết mong công chí đẩy cơ hội vì dân, tức là vì hoàn toàn vì quyền lợi của dân, để chúng ta đứng lên trên một cái trách nhiệm lớn lao như vậy, để chúng ta bỏ phiếu nó công bằng, công minh, nó khách quan, và chúng ta chỉ ra đúng người này làm tốt, người kia không làm tốt. Và tôi nghĩ việc đấy là mai kia sẽ được là lịch sử phán xét, cũng như dân phán xét. Phải có cái tương tác với cử tri, bởi vì rất rủi ro nếu mà đại biểu đánh giá rất là cao trên trời, còn cử tri vẫn đánh giá rất là thấp. Thế thì anh bảo là anh đại diện cho cử tri, anh đại diện cho cử tri mà như vậy thì rất là rủi ro. Thành thử là trao đổi với cử tri, thăm dò ý kiến của cử tri, thậm chí là đàm đạo với cử tri để có được cái mua thêm một nguồn thông tin,
và hiểu được cái đánh giá của cử tri nữa để thực chất anh đại diện được. Tôi bổ sung thêm nữa là phải quản lý truyền thông, với truyền thông thì tác động rất là mạnh luôn. Thì đấy cũng là năm kể thứ ba, nhưng mà tôi còn tách riêng ra nữa là các yếu tố tác động. Trong các yếu tố tác động, truyền thông tác động rất là mạnh. Thành thử là các cơ quan truyền thông phải đưa nó khách quan. Và trong cái thời gian mà tiến tới cái việc lấy phiếu đấy, thì tôi nghĩ là không nên đưa nó cập tập để khen ngành này, ngành kia, khen công việc này. Mặc dù rất xa xôi nhưng mà nó vẫn tác động. Thế thì truyền thông khách quan và truyền thông giữ gìn ở trong cái bối cảnh mà Quốc hội đang chuẩn bị để lấy phiếu tín nhiệm ấy là rất quan trọng. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm không chỉ là thước đo hiệu quả hoạt động của người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, mà còn là động lực để những người được tín nhiệm cao tiếp tục phát huy, cống hiến và những người chưa được tín nhiệm cao sẽ phấn đấu khắc phục khuyết điểm, nâng cao hiệu quả công việc. Đánh giá toàn diện một con người, một cán bộ không phải là dễ dàng. Nhưng là phiếu tín nhiệm quyết định uy tín, năng lượng của một cán bộ cần phải mang sức nặng đúng nghĩa, bởi nó cũng chính là niềm tin rất lớn của cử tri và nhân dân đối với cơ quan dân cử.